Xin chào các bạn đã tới với kênh Yêu Adline Ở trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ ý kiến cá nhân để bắt đầu đầu tư chứng khoán với một lượng tiền nhỏ nhé Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn có thể chia lượng tiền này và đầu tư vào ba nhóm chứng khoán sau Đối với mỗi nhóm chứng khoán thì mình sẽ chia sẻ lý do tại sao các bạn nên phân bổ lượng tiền như vậy Thứ nhất, 50% hay 500 đô la vào nhóm cổ phiếu có chi trả cổ tức theo quý Đa phần thì các mã cổ phiếu có chi trả cổ tức theo quý, tức là 3 tháng một lần, thường đến từ các tổ chức, công ty lớn, có khả năng tiếp tục phát triển trong tương lai lâu dài. Những công ty kiểu này đã từng vượt qua rất nhiều lần khủng hoảng ở trong quá khứ, cho nên bạn có thể lựa chọn đầu tư dài hạn để đảm bảo được mức độ an toàn cho tài khoản. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở những mã cổ phiếu kiểu này, đó là chúng có khả năng tăng giá đều và ổn định theo thời gian. Tuy nhiên thì giá sẽ không tăng trưởng quá mạnh và đột ngột bởi vì những mã cổ phiếu này có chỉ số beta ở mức vừa phải. Dù trên thị trường có thông tin tích cực hay là tiêu cực xảy đến với công ty phát hành cổ phiếu thì giá của cổ phiếu cũng sẽ không bị tăng hay là giảm quá mạnh gây ảnh hưởng lớn đến tài khoản của bạn. Nếu như mà các bạn quan tâm về cách xác định cũng như là lựa chọn những mã cổ phiếu thuộc nhóm này thì mình sẽ để link cho video về chủ đề này nằm ở phần mô tả nhé. Bạn nên dành phần lớn số tiền đầu tư vào những mã cổ phiếu thuộc nhóm này. Bởi vì tổng tài sản tích lũy của bạn sẽ có khả năng tăng dần đều và ổn định theo thời gian. Đồng thời, khi mà thị trường có biến động, giống như là hiện tượng thị trường điều chỉnh market correction gần đây, thì những mã cổ phiếu kiểu này cũng sẽ không bị mất giá quá mạnh giống như các mã cổ phiếu có chỉ số beta lớn. Do vậy thì tổng tài sản của bạn sẽ không bị suy giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, thì cổ tức từ những mã cổ phiếu thuộc nhóm này có thể tạm coi như là phần lãi suất mà bạn nhận được khi tiết kiệm tiền dưới dạng cổ phiếu. Để mình lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung hơn. Với mã cổ phiếu Starbucks SBUX, thì theo thời gian, giá tiền cho một cổ phiếu của công ty này có tăng đều. Đặc biệt là do chỉ số beta không cao thấp hơn một, cho nên khi thị trường tăng và giảm điểm thì giá của cổ phiếu Starbucks cũng không bị biến động quá mạnh như các bạn nhìn thấy ở trên đường biểu đồ. Khi mà đại dịch Covid bùng phát nghiêm trọng vào tầm tháng 3 của năm 2020, thì giá cổ phiếu Starbucks đã rơi xuống khoảng ở mức 60 đô Hiện nay thì giá cổ phiếu đang ở mức khoảng trên dưới 100 đô, tức là hơn gần gấp đôi sau khoảng 1 năm. Công ty Starbucks có chi trả cổ tức đều đặn theo quý vào tài khoản cho các nhà đầu tư. Và theo như thời gian thì các bạn cũng thấy là công ty này có tăng mức chi trả cổ tức do công ty có khả năng tài chính rất là tốt. Mình đã từng phân tích về khả năng tài chính của công ty này ở trong một video trước đây. Link cho video mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Thông thường thì mức giá của những cổ phiếu thuộc nhóm này sẽ dao động ở mức 1 vài trăm đô. Ví dụ như là Microsoft, Starbucks, vân vân. Do vậy thì với 500 đô la, bạn chỉ có thể mua được 2 cho đến 3 cổ phiếu cổ này nếu như mà bạn chọn mua cổ phiếu hoàn chỉnh. Cho nên theo mình thì các bạn có thể chia 500 đô la ra để mua các cổ phiếu lẻ fractional share. Đối với mỗi một dạng cổ phiếu kiểu này, bạn có thể đặt mua ở mức 1 phần 10 hay là 1 phần 100, tương ứng với mức tiền khoảng vài chục hay là vài đô la bạn có thể mua được rất nhiều mã cổ phiếu khác nhau bằng cách này để đa dạng hóa danh mục đầu tư cho tài khoản. Đồng thời, thì bạn cũng có thể trung bình thấp (average down) khi mà biến động thị trường xảy đến làm suy giảm giá cổ phiếu. Ví dụ như gần đây, nhiều nhà phân tích thị trường nhận định rằng giá các mã cổ phiếu sẽ có xu hướng xuống thấp do thị trường đang xảy ra hiện tượng điều chỉnh giá (market correction). Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, thì hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến tổng tài sản. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư dài hạn thì đây lại được cho là cơ hội mua thêm những mã cổ phiếu tốt ở mức giá thấp. Bạn vẫn sẽ nhận được cổ tức theo tỷ lệ cổ phiếu lẻ mà bạn đã mua ở trong tài khoản bằng cách này. Trong một video trước đây thì mình đã từng chia sẻ về cách mua và nhận cổ tức từ cổ phiếu lẻ. Link cho video mình sẽ để ở phần mô tả nhé. 2 30% hay 300 đô vào các mã cổ phiếu có chi trả cổ tức theo tháng. Trong một video trước đây về các mã cổ phiếu có chi trả cổ tức theo tháng, mình đã giới thiệu với các bạn ví dụ về 4 mã cổ phiếu trong nhóm này. Khoảng 1 phần 3 tổng tài sản của các bạn nằm ở trong nhóm cổ phiếu này sẽ giúp các bạn có được một khoản thu nhập thụ động cố định hàng tháng. Và với khoản tiền khoảng trên dưới 300 đô, bạn có thể mua được khá nhiều các mã cổ phiếu thuộc nhóm này. Số lượng cổ phiếu nhiều đồng nghĩa với lượng cổ tức bạn nhận được cũng sẽ không ít. Thông thường, thì những mã cổ phiếu kiểu này là các quỹ đầu tư, cho nên mức giá của chúng khá ổn định theo thời gian, hay có thể nói là ít tăng trưởng và tăng trưởng chậm. Đồng thời thì các mã cổ phiếu kiểu này cũng ít khi bị mất giá quá mạnh. Mức giá của những mã cổ phiếu trong nhóm này thường dao động khoảng từ vài đô la cho tới trên dưới 10 đô. Các bạn có thể chọn mua nhiều mã cùng lúc và đối với mỗi một mã thì các bạn có thể mua nhiều hơn một cổ phiếu. Như mình vừa chia sẻ thì những mã cổ phiếu kiểu này không thay đổi giá quá nhiều. Tuy nhiên theo mình thì các bạn vẫn nên chia ra mua mỗi mã một vài lần khác nhau để có thể đạt được mức giá trung bình có lợi nhất. Còn đối với cổ tức hàng tháng nhận được từ những cổ phiếu thuộc nhóm này thì bạn có thể tái đầu tư vào những mã cổ phiếu cùng loại hoặc khoác lại tùy theo mục đích đầu tư nhé. 3. 20% hay là 200 đô la vào các mã cổ phiếu có khả năng biến đổi giá rất mạnh. Những ví dụ điển hình của các mã cổ phiếu này là Tesla, Amazon, Google, vân vân. Nhưng mã cổ phiếu này có mức giá rất là cao, thường là từ vài trăm đến vài ngàn đô la. Do vậy khi mà mới đầu tư, các bạn rất khó có thể mua được cổ phiếu hoàn chỉnh của những mã cổ phiếu loại này. Và với khoảng 200 đô la, các bạn có thể mua các cổ phiếu lẻ fractional share thuộc nhóm này, làm tương tự với cách ở mục 1 nhé. Theo mình thì các bạn nên mua nhiều mã cổ phiếu lẻ khác nhau thuộc nhóm này. Bởi vì những cổ phiếu này thường thay đổi giá rất mạnh do chúng có chỉ số beta lớn hơn 1 kèm theo mức giá lớn. Cho nên mỗi khi các cổ phiếu này thay đổi giá trị thì mức thay đổi của chúng có thể dao động trong khoảng vài trăm đô la. Với các tài khoản chứng khoán mới và nhỏ, mỗi khi những cổ phiếu có chỉ số beta lớn thay đổi giá thì tổng tài sản của các tài khoản này cũng sẽ bị biến động theo rất nhiều. Nếu như các bạn mua cổ phiếu hoàn chỉnh của các mã ở trong nhóm này, các bạn nên mua cổ phiếu lẻ ở mức giá khoảng vài chục đô cho các mã này rồi trung bình thấp khi mà giá biến động để có được mức giá mua vào tốt hơn. Những mã cổ phiếu kiểu này thường thích hợp cho mục đích mua bán để kiếm chênh lệch. Tuy nhiên đối với các tài khoản nhỏ, các bạn sẽ bị hạn chế khả năng mua bán liên tục trong ngày, mà cụ thể là tối đa 3 lần mua bán cùng ngày trong một tuần. Do vậy thì các bạn sẽ rất khó có thể kiếm lời từ việc mua bán. Hơn nữa đối với các tài khoản nhỏ thì các bạn khó có đủ tiền để có thể mua bán một cổ phiếu hoàn chỉnh của những cổ phiếu có giá trị lớn như thế những mã cổ phiếu thuộc nhóm này thường sẽ không trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Do vậy thì các bạn nên để dành phần lớn tiền đầu tư vào các mã cổ phiếu có chi trả cổ tức để tận dụng phần tiền từ cổ tức tái đầu tư gia tăng tài sản. Thời điểm này, rất nhiều các công ty đều báo cáo thu nhập earning report, cũng là thời điểm mà rất nhiều nhà đầu tư tận dụng để mua bán chốt lời hoặc là sử dụng quyền chọn mua và bán option. Đồng thời thì đây cũng chính là thời điểm mà các tổ chức và cá nhân cần chuẩn bị khai báo thuế thu nhập dẫn đến nhiều mã cổ phiếu có thể bị chốt lời. Đối với cá nhân mình thì mình sẽ nhân cơ hội này để mua thêm những mã cổ phiếu tốt ở mức giá thấp hơn, hoặc là chung mình thấp giá cho các mã cổ phiếu mà mình đã chọn mua dài hạn từ trước đó. Thứ tư, 5% hay là 50 đô vào tiền điện tử. Nếu như mà các bạn muốn đầu tư thêm cả tiền điện tử ở trong tài khoản, thì các bạn có thể cân nhắc trích một phần nhỏ và thay đổi phần tiền phân bổ cho ba nhóm trước tùy theo mục đích đầu tư nhé. Tiền điện tử thường biến động giá rất là mạnh. Theo thông tin và nhu cầu từ phía thị trường, nếu các bạn dồn tiền vào mua các khoản đầu tư này ngay từ đầu, thì khi mà tiền điện tử xuống giá như ở trong tình trạng hiện nay, tài khoản của các bạn cũng sẽ bị thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, các đồng tiền điện tử phổ biến hiện nay thường có mức giá rất cao, ví dụ như là Bitcoin ở mức hơn 30.000 đô hay là Ethereum ở mức hơn 2.000 đô. Đối với các tài khoản nhỏ và mới, các bạn chỉ có thể mua được một phần nhỏ của đồng tiền điện tử. Tuy là các ứng dụng mua bán chứng khoán có cho phép các bạn mua bán tiền điện tử và mua thành từng phần nhỏ, giống hệt như khi các bạn mua cổ phiếu lẻ fractional share. Tuy nhiên, các bạn không thể rút tiền về ví điện tử mà buộc phải bán tài khoản đi nếu muốn chốt lời. Đồng thời thì các ứng dụng mua bán chứng khoán sẽ không trả lãi khi mà bạn mua và nắm giữ tiền điện tử trong tài khoản. Do so vậy, nếu các bạn muốn mua tiền điện tử với một khoản tiền nhỏ, thì các bạn nên sử dụng các ứng dụng chuyên mua bán tiền điện tử như là Binance, Gemini, Coinbase, vân vân. Các ứng dụng này có chức năng APY, Annual Percentage Yield để trả lãi cho các nhà đầu tư khi mà bạn mua và lưu trữ tiền điện tử qua ứng dụng. Tuy nhiên, theo mình thì phần lãi này khá là nhỏ so với việc bạn sử dụng một khoản tiền tương đương để mua các mã cổ phiếu có chi trả cổ tức. Mỗi một ứng dụng sẽ có các hạn mức trả lãi suất khác nhau cho từng đồng tiền, cũng như là có những tính năng kỹ thuật khác nhau để bảo mật. Mình đã từng chia sẻ những thông tin này ở trong một video trước đây. Link cho video mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Nếu như các bạn muốn bắt đầu đầu tư chứng khoán với một khoản tiền nhỏ thì các bạn có thể tham khảo những thông tin mà mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.